Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin chúc cả nhà yêu mình một buổi tối thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay em gái xin phép cả nhà yêu mình lên sóng giao lưu cùng với quý anh chị em một buổi tối hôm nay cho thật vui nha cả nhà. Xin mời. Dạ, anh chị sẽ nhiệt tình chờ đợi để giao lưu và cổ vũ cho ca sĩ. Niềm chờ đợi là hạnh phúc, để chị ca sĩ có lòng tự tin và thỏa mãn cháy bỏng niềm đam mê ca hát buổi giao lưu cùng anh chị em. Em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Và câu lạc bộ trên tình bạn ba luôn chào đón anh chị. Anh chị muốn vào câu lạc bộ giao lưu ca hát, cứ tự nhiên vào câu lạc bộ luôn, giang tay chào đón anh chị.